không gian mô phỏng lại căn hầm cách đây 48 năm về trước. Căn hầm tập thể hình chữ U có một lối cửa vào và một lối cửa ra, được xây bằng gạch, nắp đậy bằng bê tông vững chắc. Nơi mà phần đông các cán bộ đội viên thanh niên xung phong di chuyển vào chỗ ẩn khi có hiệu lệnh phòng không báo động. Vào đúng tối 24 tháng 12 năm 1972, máy bay chiến lược B-52 của Đế quốc Mỹ đã ồ ạt thả bom xuống khu vực Gandusa, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Một loạt bom giải thảm đã đánh trúng vị trí căn hầm trú ẩn. 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, không nguyên vẹn hình hài. Ngày 24 nàng thu nhớ mãi, gia sản nhộn nhịp, kẻ vác người khiêng, lưu xá tơi bời, bom rơi đạn nổ, cả một đoàn cùng nguyện hy sinh, 60 bạn hiên ngang thọ tử, máu trung liệt phơi đầy đất đỏ, chí anh hùng cao vút mây xanh. Sự hy sinh của 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong đại đội 915 trong đêm Noel lịch sử năm 1972 là mất mát tổn thất to lớn nhất của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam kể từ khi thành lập cho đến khi hoàn thành sứ mệnh được giao. Tại đây đoàn có thể nhìn thấy một số mảnh vỏ bom chứng tích tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ để lại trên mảnh đất Thái Nguyên. Kính thưa quý đoàn, khi di chuyển đến không gian nơi đây, đoàn sẽ nhìn thấy bức ảnh nhân dân Thái Nguyên vui mừng chào đón đoàn tàu thông tuyến cho ngày khánh thành Gandusa. Nơi đây được ví như cảng cả của miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn lương thực, hàng hóa, vũ khí, quân trang quân dụng để từ đó chi viện cho những chiến trường đánh Mỹ. Và lịch sử đã ghi lại rằng vào đúng 9:30 ngày 17 tháng 10 năm 1965, Đế quốc Mỹ đã huy động 29 lần những chiếc máy bay phản lực hiện đại nhất lúc bấy giờ, thả 116 quả bom cùng nhiều rocket xuống khu vực trận địa pháo Cao Xạ, đại đội 101, xóm Xuân Quang, xã Sơn Giang, thành phố Thái Nguyên. Cây cầu Sa Mẩy bị trúng 3 quả bom và bị hư hại nặng. Nhân dân sống hai bên đầu cầu đã bị thương vong, cùng nhiều tài sản bị thiệt hại. Đời đây cũng ghi nhận sự hy sinh anh dũng của 15 chiến sĩ trung đội tự vệ cầu Sa Mẩy đã chiến đấu và hy sinh tại trận địa này. Đây là cây cầu nối liền quốc lộ 3, quốc lộ 1B, tuyến đường giao thông quan trọng, trung chuyển hàng hóa viện trợ từ Trung Quốc qua Lạng Sơn về tới Gandusa để từ đó tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam. Kính thưa quý đoàn, lại với chủ đề ngọn lửa đại đội 915 cháy mãi bản anh hùng ca cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là công trình của nhóm tác giả Điêu Khắc và ông Đỗ Khắc Thân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và mỹ thuật Thiên Phúc hiến tặng với tấm lòng thành kính tri ân công lao của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Gandusa năm xưa, một địa danh huyền thoại của tỉnh Bắc Thái trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.